Với khu vực JK Premium Spa, JK Imperial tự hào là nơi giải quyết các vấn đề về da và trị liệu thư giãn, detox, mang lại cho khách hàng làn da thanh xuân, cơ thể nhẹ nhàng, thư thái và phần nào giúp lấy lại sự cân bằng sau bộn bề cuộc sống. JK Premium Spa sẽ cuốn hút bạn với các dịch vụ độc đáo, hiệu quả với hai nhóm dịch vụ. Spa trị liệu gồm Sensei Detox và tắm trắng vàng 24K, trắng da và thải độc, thanh lọc cơ thể, máu huyết lưu thông tốt. 2. EMT CM Slim, thon gọn săn chắc cơ, hỗ trợ giảm cân. Ngâm bồn Hinoki, bồn gỗ thông 100 năm tuổi, giúp củng cố sự tĩnh tâm và an thiền, giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ điều trị một số bệnh như hen suyễn, cảm cúm, nhiễm trùng. Massage for hands, đã thông kinh lạc. Spa thư giãn mang đến các dịch vụ mới nhất, đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc da của người Việt như trị liệu giảm sạm nám, làm sáng và tăng cường sức đề kháng với Energy C, liệu trình chống nhăn với công nghệ HA, Body Care Basic.